70 tuổi lấy vợ trẻ. Ngày xưa, có một ông già quá vợ họ Lê. Nhà ông tiền kho bạc đụng không sao tiêu hết, nhưng ông lại không có con trai, chỉ sinh độc một mụn con gái. Lớn lên, gả cho một anh chàng con nhà gia thế trong vùng. Chàng rể của ông người họ Bùi, nhưng lại là một tay chơi cờ bạc khét tiếng. Lo sợ một ngày gia sản của mình sẽ bị tên con rể ham chơi kia tiêu tán hết, ông lấy làm lo lắng. Thế là chỉ ít lâu sau, người ta bỗng thấy ông nhờ mối đánh tiếng gá nghĩa với một người đàn bà quá chồng ở làng bên cạnh. Người vợ kế sau khi về làm bạn với ông được 3 năm thì sinh được một đứa con trai. Mình nay đã gần đất xa trời. Nếu một mai khuất núi giữa lúc thằng bé hai còn trứng nước thì nó không ngại gì mà không ra tay ám hại. Chào ôi, nguy hiểm cho tính mệnh con ta biết chừng nào. Ta phải làm gì đây? Bà ra ngoài kia xem, người ta đồn cái gì kia kìa. Bao năm nay tôi thương yêu lo lắng cho nó, quả thật là uổng công. Xin ông hãy tin tôi một lòng một dạ chung thủy với ông mà. Thằng Phi này chính thật là con của ông. Nếu như tôi có lời nào gian dối, trời sẽ trừng phạt tôi. Từ khi lời bàn tán tới tai ông Lê, ông bỗng thay đổi, thường tỏ thái độ lạnh nhạt đối với hai mẹ con người vợ kế. Chắc bây giờ ông lão mới hiểu ra là 70 tuổi thì không thể nào có con được, lại là có con trai. Đấy, con đã nói với cha rồi. Chính mắt con nhìn thấy bà mẹ kế đi gian díu với người khác nên mới sinh được thằng Phi. Con nói mãi mà cha đâu có chịu tin. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Thế là sau này, tất cả đống gia tài kết xù này sẽ thuộc về ta. Sau khi thừa hưởng tất cả, ta sẽ đuổi bà già và thằng con ngoại tộc kia đi. Vậy nên, cho đến ngày sắp mất, người ta vẫn không thấy ông nhắc nhở gì cho mọi người biết về việc thừa kế tài sản của mình. Mình ơi! Mình ơi mình! Từ giờ hai mẹ con bà không được ở lại ngôi nhà này nữa. Hãy dọn đi nơi khác mà ở đi. Đây là nhà của vợ chồng tôi. Con à, thương tình ta già cả, em con nó còn nhỏ dại. Con hãy để cho ta và em ở lại đây, còn hương khói cho chồng ta nữa. Chuyện đó bà khỏi phải lo. Tôi phận làm con, hương khói cho bố vợ là chuyện phải làm. Hơn nữa, trước khi mất, ông ấy cũng không đề cập đến chuyện chia gia sản cho hai mẹ con bà chút nào cả. Chứng tỏ ông ấy đã biết thằng nhóc kia không phải là con ruột của ông ấy. Giờ thì hãy ra khỏi nhà đi. Anh không được đẩy mẹ tôi. Sao nào? Ta cứ đẩy đấy, sao nào? Người thích bị ăn đòn à? Anh! Đừng có đánh con của ta, đừng đánh nó mà. Không muốn bị ăn đánh thì đi khỏi đây ngay lập tức đi. Và đừng bao giờ quay trở lại đây, rõ chưa? Khoan đã, hai mẹ con bà có đem theo tiền bạc nhà tôi ra đi không? Đâu có, đây chỉ là quần áo của hai mẹ con. Mẹ có lấy đồng nào đi đâu. Không được, để tôi kiểm tra đã. Không được mà, trả lại đây. Đưa lại tiền cho ta, mau. Cái gì thế này? Hai người còn cãi đi. Đây là gì? Bức tượng Ngọc Thạch này là thế nào đây? Đây là bức tượng cha tặng ta, ngươi không được lấy nó đi. Đưa trả ta bức tượng nó mau. Thằng con nghiệt chủng, làm sao được cha tặng bức tượng quý giá này chứ? Tượng này cha tặng ta, ngươi đừng hòng lấy được. Đó là bức tượng cha tặng cho em con. Con không có quyền đòi lại. Ai là em ta chứ? Ta đã nói không được mang bất kỳ thứ gì ra khỏi nhà. Đúng là quân trộm cướp mà. Được, đã vậy ta kiện ngươi lên quan, cho ngươi ngồi tù mọt gông luôn. Bẩm quan mình xét, xử tội thằng con hoang kia vì tội trộm đồ nhà con. Ngươi! Dạ bẩm quan anh Minh, oan quá, mẹ con bị anh ta đuổi ra khỏi nhà. Tay nãy chỉ có vài bộ quần áo cũ với bức tượng là kỷ vật duy nhất ông ấy để lại cho thằng bé. Chứ mẹ con của con đâu có dám trộm cắp gì đâu. Lão tuyết, cha ta không bao giờ tặng một món đồ đắt giá như thế này cho đồ nghiệt chúng này đâu. Trật tự! Ta thấy câu chuyện này có chút gì đó lạ lùng. Ta có nghe danh ông già họ Lê kia. Ta biết ông ấy là một người vốn tính cẩn thận. Ông ta qua đời mà không để lại di chúc gì ư? Bức tượng mà các ngươi nói tới đâu, mang lên ta. Đây chỉ là một bức tượng đơn giản, không có hàm ý gì ư? Nhưng sao ngón tay của nó chỉ vào bụng nhỉ? Phải chăng trong bụng có vật gì đây? Hình như là một bức tượng ngọc trống. Chắc hẳn bên trong đó có gì đó rồi. Chà, đây rồi. Mọi việc đều ở đây cả. Thì ra là vậy. À, có gì vậy? Bẩm quan, có gì trong bức tượng vậy? Đứa con rể kia, nghe ta hỏi,
trước khi mất, cha vợ ngươi không hề để lại di chúc gì hay sao? Ừ, dạ, đúng, không có di chúc, chăn trối gì ạ? Thế thì các ngươi không biết rồi, cha vợ ngươi đã để lại bức tượng ngọc thạch này cho đứa con trai. Nhìn qua nó chỉ là một bức tượng bình thường, nhưng thực chất nó chính là nơi để chúc thư của cha các ngươi. Hả? Cái gì? Chúc thư sao? Nhưng có chắc đó là do cha vợ viết không? Lão rơi bà già và đứa con rơi kia cố tình viết thì sao? Ngươi cho người về nhà ông Lê, vào thư phòng của ông ta và mang một bản bút ký nào của ông ta, mang đến đây ta đối chiếu nét chữ. Ta đã đối chiếu nét chữ hai bức thư này và đích thực đó là do một người viết. Trời ơi, thì ra bức tượng đó đựng chúc thư của cha. Cha để lại chúc thư ư? Cũng không sao, dù sao chúc thư đó cũng có nghĩa là để lại gia sản cho hai chúng tôi. Không như người nghĩ đâu, chúc thư này có ghi: ta 70 tuổi mới sinh thằng Phi, đó là con trai ta, xuống đất trao cho con rể là người ngoài, không được chiếm đoạt. Cái gì? Sao có chuyện đó được? Anh dám chiếm lấy tất cả gia tài, tiền bạc, không thương chỉ đến đứa em bé bỏng và mẹ của nó. Bây giờ ta lệnh cho anh phải trả lại ngay tất cả mọi thứ anh đã chiếm đoạt, kể cả hoa lợi ruộng đất cho hai mẹ con kia. Kể từ đó, mẹ con Phi đã nhận lại được toàn bộ tài sản ông Lê đã qua đời để lại. Tuy trở nên giàu có, nhưng mẹ con Phi không kiêu ngạo mà hay dùng tiền để ủng hộ cho những người nghèo khổ, thiếu thốn. Cậu bé anh hùng. Ngày xưa, ngày xưa, ở đất nước Hà Lan xinh đẹp, có cậu bé Mori và chú chuột Andy luôn chơi cùng nhau rất thân thiết. Nào, chúng ta cùng chèo thuyền đến con đập của thành phố nha, Andy. Thật tuyệt vời. Nhìn kìa Andy, ước gì tôi trở thành người nổi tiếng như anh ta. Nổi tiếng để làm gì Mori? Để có tiền và sẽ được làm mọi thứ, như vậy mới thật sự hạnh phúc. Thôi nào, đập nước trước mắt rồi, đi nhanh thôi kẻo muộn. Được rồi Andy. Yeah, tuyệt vời quá à, tôi yêu những đập nước và cả những dòng kênh. Nhanh kìa, một đàn chim vụt lên từ con đập, tôi muốn chạy xuống phía đó. Từ từ Andy, dưới đó sâu lắm, mặc kệ nó, tuyệt quá à. Mori, có chuyện không lành rồi. Hả, chuyện gì thế Andy? Xuống đây đây Mori. Trời ơi, một lỗ rò. Áp suất nước sông lớn thế này có thể làm vỡ đê mất. Có ai không? Có ai không? Andy à, cậu chạy đi kêu mọi người tới giúp đi. Tôi sẽ ở đây đối phó với lỗ rò nước kia. Có ai đó không? Có ai đó không? Chỉ cần có cách đó thôi. Ơ trời ơi, vỡ đập rồi, mau chắn sống lại đi, cứu cả thằng bé nữa. Xin hãy chắn sống lại. Ơ, trời ơi, cứu lấy thằng bé đi, số người còn lại hãy đi phá chỗ rò nước lại ngay. Thoát khỏi nạn đại hồng thủy, phút chốc Mori trở thành người nổi tiếng. Cậu được biết đến và tôn vinh như một vị anh hùng đã dũng cảm xả thân ngăn chặn dòng nước lũ. Và từ đó, cuộc sống cũng đổi thay theo danh tiếng của cậu. Cậu bé đã xả thân ngăn chặn dòng nước dữ đó. Chỉ với một cái rễ cây thôi mà cậu bé đã sống sót. Ôi, cậu bé mới thật tuyệt vời làm sao. Mori, cậu bé anh hùng. Xin lỗi cậu, chuột không được vào buổi đại tiệc này. Nhưng mà đây là một người bạn thân thiết của cháu mà. Ta rất tiếc, nhưng tất cả các vị khách ở đây đều là tầng lớp thượng lưu, không có chỗ cho một con chuột bẩn thỉu. Không, chính chuột Andy giúp cháu phát hiện ra lỗ rò của con đạp đó. Xin lỗi cậu, tôi đã nói không là không.
Andy à. Vậy cậu đợi tôi ở ngoài này nha. Cứ vào đi, kệ tôi Mori. Cậu bé này hay đấy. Nếu có cậu ta đóng phim, chắc chắn sẽ nhiều khán giả lắm. Sự xuất hiện của cậu bé sẽ giúp chúng ta kêu gọi được nhiều tiền quảng cáo hơn. À, Mori, tôi xin được làm người quản lý cậu cho các dự án quảng cáo và chiến lược phát triển thương hiệu. Cháu không hiểu thưa ông. Giờ cậu sẽ là một ngôi sao. Nghĩa là sao ạ? Tức là cháu sẽ nổi tiếng hả? Còn hơn cả nổi tiếng, cậu sẽ trở thành thần tượng và cậu sẽ giàu có. Tôi sẽ giúp cậu làm được điều đó. Ôi, nếu vậy thì thật tuyệt vời. Cảm ơn bác. Cuộc sống của Mori luôn bận rộn với những lịch trình khép kín từ sáng sớm đến chiều tối. Áp lực trở thành người của công chúng bắt đầu đè nặng lên Mori. Hợp đồng quảng cáo, đóng phim khiến cậu chẳng còn thời gian để dành cho bạn bè, người thân. Thay vào đó, cậu phải thường xuyên tiếp xúc với những người giả dối, chuộng hình thức, lúc nào cũng xung xuê quanh mình. Ôi trời ơi, sao cậu đến muộn thế? Đã nói cậu tránh xa thế giới bên ngoài ra, hỏi tí là báo chí đăng thông tin bừa bãi ngay. Cậu xem đi. Bất ngờ với hành động lạnh lùng của anh hùng vạn người mê. Hôm nay tôi hủy lịch làm việc được không? Cậu điên à? Như thế chúng ta phải đền bù đấy. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ngày nào tôi cũng phải cố ép mình vào những điều không thật với chính mình. Tôi chẳng thấy vui vẻ và hạnh phúc như trước nữa. Ôi trời ơi, cậu có biết vị trí này của cậu là điều mơ ước của biết bao nhiêu người không? Cậu nên nhớ là đã là người nổi tiếng thì phải chấp nhận những việc này, tiếc tung những bài báo bịa đặt và những tin tức không hay khác. Tôi đâu có ngờ bị cuốn đi nhanh thế chứ. Ban đầu tôi cứ ngỡ được nổi tiếng là hạnh phúc, nhưng tôi đã lầm rồi. Ôi trời ơi Mori, cậu làm thế này thì giết tôi thật rồi. Cậu đang ở đâu thế? Các nhãn hàng đã hủy hợp đồng quảng cáo hết rồi. Tại sao cậu lại biến mất không một vết tích thế này? Hả? Cậu sẽ từ bỏ công việc hiện tại ư Mori? Chẳng phải việc trở thành ngôi sao là điều mà cậu vẫn mơ ước sao? Tôi đã nhận ra mình không phù hợp với công việc đó Andy ạ. Với tôi, hóa ra sự nổi tiếng và tiền bạc không làm nên hạnh phúc. Cậu có tin tôi sẽ thành công khi chế ra chiếc van kiểm soát áp lực nước không Andy? Rất lâu sau. Thưa quý vị, sau bao năm miệt mài với công việc nghiên cứu, chiếc van kiểm soát áp lực nước đã bắt đầu được đem vào ứng dụng. Hoan hô, hoan hô! Người ta không còn nhận ra một Mori trẻ tuổi khao khát trở thành ngôi sao, mà là một Mori trưởng thành chững chạc với khao khát làm các công việc phục vụ cộng đồng. Và chiếc van kiểm soát hơi nước thành công giúp cho cả thành phố tránh được lũ lụt là điều khiến anh sung sướng nhất. Cư dân thành phố đã dùng tên của Mori và chú chuột Andy để đặt tên cho cổng xả lũ của thành phố, đập con chuột của Mori. Vị tướng kỳ lạ. Cấp báo, cấp báo. Nói mau, có chuyện gì? Bẩm tổ trưởng, bà cõi phía Tây đang bị bộ lạc Sang Lan tràn vào xâm chiếm. Chúng đã chiếm đóng hết vùng La Son rồi ạ. Hả? Tên tổ trưởng Sanh Lan thật là láo xược. Lần trước hắn khiêu khích ở biên giới bị quân ta đánh cho tan tác mà vẫn chưa chừa sao? Mau tập hết quân lính, chuẩn bị ngựa chiến và áo giáp cho ta. Lần này ta sẽ trực tiếp ra trận, xem rút cuộc hắn ăn phải gan con gì. Tuân lệnh. Hãy xông lên, đuổi hết những kẻ xâm lược bộ lạc chúng ta. Xem ra bọn chúng đều sợ mất vía, bắt đầu tháo chạy hết. Tưởng thế nào?
Bẩm tù trưởng, tên kia chính là tên cầm đầu. Hắn là tù trưởng của bộ lạc Xanh Lan. Được, để hắn cho ta. Kẻ xâm lược kia, ngươi đã thừa nhận thất bại chưa? Kẻ xâm lược ư? Vùng đất này vốn thuộc về của bộ lạc ta. Nhưng mấy chục năm trước, đời cha ngươi đã tham lam đem quân sang chiếm đoạt của dân ta. Nhưng thật đáng buồn, hôm nay ta đã thất bại, không đòi lại được đất đai cho tổ tiên. Bây giờ, ngươi muốn chém muốn giết thì tùy. Hắn nói gì cơ? Đời trước, chính cha ta đã xâm chiếm đất của bọn chúng sao? Kẻ bại trận đáng xấu hổ, cứ bình tĩnh, rồi ngươi sẽ được gặp lại tổ tiên mình sớm thôi. Có thể hôm nay ta bại trận, nhưng cả dân tộc ta sẽ không quên mối hận năm xưa bị các ngươi xâm chiếm đất đai của bọn ta đâu. Đó là chuyện của mấy chục năm trước, còn bây giờ đã là của chúng ta rồi. Hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Xin ca, lui đi. Dạ. Ngươi cởi giày trói cho ta, không sợ ta chạy thoát sao? Vì ta thấy ngươi là người có nghĩa khí, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng với điều kiện ngươi không được đem quân gây chiến thêm một lần nào nữa. Quân ta thừa sức đánh tan bộ lạc bé nhỏ của các ngươi. Tốt nhất ngươi hãy biết giữ hòa khí, để dân chúng hai bên bình yên sinh sống. Nếu bộ lạc các ngươi có khó khăn về lương thực, chỉ cần ngươi có thiện ý, ta hoàn toàn có thể viện trợ cho bộ lạc các ngươi. Còn nếu ngươi vẫn cứng đầu mà vẫn không từ bỏ ý định chiếm lại vùng đất, thì ta buộc phải bắt giam ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Sao tù trưởng lại thả tên giặc cầm đầu kia vậy? Đáng ra nên giết hắn luôn tránh hậu họa vì sao chứ? Sao ngài ấy lại làm như vậy chứ? Ta không biết, lệnh tù trưởng vừa ban xuống như vậy, thật không hiểu nổi. Chuyện gì vậy? Không những thả sống mất kẻ thù, mà bây giờ lại còn viện trợ lương thực cho bộ lạc của hắn sao? Bộ lạc Xa Lan không bao giờ chịu từ bỏ ý đồ đòi lại vùng đất trước đây của hắn đâu. Kết giao với chúng, chắc chắn sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra hậu họa khôn lường. Trời ơi, hãy khuyên nhủ tù trưởng đi, ngài Xin Ca. Ta đã 5 lần 7 lượt khuyên nhủ cũng như cảnh báo tù trưởng rồi, nhưng vẫn không được. Ngài ấy trước nay luôn là người sáng suốt, tỉnh táo. Sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ? Đại dịch đang hoành hành khắp nơi như vậy, phải tìm ra được phương thuốc chữa cho người dân chứ. Dạ, các thần y khắp bộ lạc đã chế ra rất nhiều loại thuốc, nhưng đều không ăn thua, dịch lan rất nhanh. Đây là loại dịch bệnh trước nay chưa từng xảy ra ạ. Không, ta không thể để thần dân của ta chết dần chết mòn như thế được. Phải tìm ra cách gì đó chứ. Cấp báo, cấp báo. Nói mau, có phải đã tìm ra được thuốc chữa bệnh dịch không? Dạ, có đoàn quân của nước Xanh Lan đang tiến sâu vào đất chúng ta. Chúng sắp đến thành rồi ạ. Hả? Quân Xanh Lan ư? Tù trưởng, hay là chúng đang thừa cơ hội bộ lạc chúng ta bị dịch bệnh hoành hành nên định tấn công xâm chiếm chúng ta? Chúng kéo đến có đông không? Dạ, chỉ một đội quân nhỏ, chúng chở theo xe ngựa. Thưa tù trưởng, thần nghĩ phải mau đưa quân đánh đuổi chúng đi, nếu không bọn chúng âm mưu gì sẽ không kịp ứng phó mất. Đừng nóng vội mà hỏng việc. Trước hết hãy tập trung hết binh lính rồi cùng ra nghênh chiến xem xét tình hình. Thưa tù trưởng, chúng đang đến kia rồi. Thưa tù trưởng, quân Xanh Lan gửi thư báo đến cho ngài ạ. Thư báo sao? Thư báo của tù trưởng Xanh Lan nói họ đến đây không phải tiến đánh, mà là họ muốn viện trợ cho chúng ta thuốc chữa bệnh đại dịch đang hoành hành. Thật vậy sao? Có thật họ có thiện ý vậy không? Hay là thuốc độc để tiêu diệt dân ta thì sao? Dạ thưa, bọn họ còn dặn thần, nếu ngài không tin thì cứ lấy trước một số thuốc về thử, rồi hãy nhận số thuốc còn lại ạ. Không cần, ta tin là họ có thiện ý muốn giúp đỡ chúng ta. Hãy hạ vũ khí xuống và nghênh đón họ đi. Thưa tù trưởng, xin người hãy xem xét kỹ càng, có thể đây là một âm mưu thâm độc. Ý ta đã quyết, hãy làm theo mệnh lệnh đi. Nhờ đại ơn của tù trưởng, bệnh dịch đã được đẩy lùi. Hầu hết mọi người đều đã khỏe lại. Thật tốt quá. Tù trưởng muôn năm. Tù trưởng muôn năm. Thưa tù trưởng, tất cả những người dân mắc bệnh đã được phát thuốc, họ đều đã bình phục.
đại dịch đã được đẩy lùi hoàn toàn nhờ số thuốc viện trợ của bộ lạc Xanh Lan rồi ạ. Tốt, tốt lắm. Thế bây giờ các ngươi có còn nghĩ họ là kẻ thù nữa không? Dạ không ạ. Xin thứ lỗi vì chúng thần còn nhìn sự việc còn quá thiển cận. Các ngươi không sai khi đã khuyên ta nên tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, các ngươi không biết rằng tiêu diệt kẻ thù còn có những cách khác mà không cần phải máu chảy đầu rơi. Đó là khi ta biến kẻ thù biến thành bạn. Chẳng phải kẻ thù đó đã được tiêu diệt hay sao? Dù bộ lạc nào, họ cũng thích hòa bình hơn là chiến tranh máu đổ. Tranh chấp lãnh thổ không đời nào không có. Nhất là khi cả hai bên chưa hiểu nhau, tạo một mối quan hệ hòa bình giao hảo luôn tốt hơn là hằn thù gây đổ máu cho muôn dân. Các ngươi có đồng ý với điều này hay không? Chúng thần đã hiểu rồi ạ. Tù trưởng quả là thánh nhân với trái tim đầy cao thượng. Chúng thần sẽ được noi theo người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.